Gì à, trẻ trâu Việt Nam miệng hổn quá anh, suốt ngày Cali Cali mà trong bọc không có nổi 100k thì nó có Cali đó. Mẹ hai chữ Cali chiếm hết đầu óc đó rồi, nó còn gì nữa. À, giờ, yêu nước phải như anh Duy, người Việt Nam làm ăn với Mỹ ngạo nghễ người Việt. Anh rất tự hào về điều đó. Và cái điều đó của anh ít ai làm được. Kìa, kiếm tiền ai rảnh đi tìm ba que chửi. Vì tìm ba que chửi là tụi không có việc làm đúng không anh Duy? Không rảnh. Cho dù mày chửi ai cũng vậy thôi à. Sinh trên đời này cha mẹ thầy cô mà dạy mày đi chửi hả? Làm chuyện ít nước lợi nhà không làm. Đi chửi lộn. Anh Duy bây giờ sang Mỹ rồi có dám khịa ba sọc nữa không anh? Mày trả tao nhiêu tiền? Mày trả tao nhiêu tiền để làm điều khùng điên đó? Mẹ ạ, còn chưa mua nổi mày đặt tối ngày ba sọc với bốn sọc. Tao nói thiệt á, mấy thằng này là gom dần thế giới riêng cho nó ở hết. Tại vì tụi nó sẽ kéo lùi sự phát triển đất nước. Cho dù mày ở đâu mày báo nước đó. Em ở Mỹ em báo Mỹ, em ở Việt Nam em báo Việt Nam, cũng chả tốt đẹp gì cả. Anh sang Mỹ vào phòng khách sạn thấy cờ vàng, vào đó thấy cờ vàng thì anh sẽ làm gì? Lóc mày chứ làm gì? Biết sao lóc nó không? Nó khùng. Đầu óc của mấy cái thằng khùng. Khách sạn bên Mỹ nào mà cờ vàng cờ đỏ? Đừng đừng có khùng nhiều quá mấy em ơi, hiểu không? Xã hội này mấy thằng khùng đó không ai tôn trọng hết đó, cho dù ở đâu đi chăng nữa. Cho dù ở Việt Nam, ở Mỹ hay Thái Lan, ở Campuchia, Ấn Độ, nước sông, nước miếng, nước tương gì đó, không có nước nào chứa mày hết đó. Đừng có khùng nhiều quá. Anh nghĩ sao về trường quốc tế không dạy sử tẩy não giới trẻ để làm cách mạng màu đơn giản mà viết thơ đơn mà thương hiệu trưởng nó ra ra, ra phường ông mới chứ lên mạng sồn sồn làm gì đúng không, đơn giản thôi. Em cảm thấy trường quốc tế nào mà em thấy không hợp lý đó, em thấy có cái mùi gì như em nói đó, em viết thẳng ra đơn đó, viết thẳng ra đơn trường đó, địa chỉ đó đó, gửi ra phường. Rồi xong hiệu trưởng phường sẽ kêu em với hiệu trưởng trường đó lên làm được đi. Làm gì cho lẹ, nghĩ làm gì? Chuyện rõ ràng đơn giản vậy cứ hỏi. Vì người Hoa ở Mỹ có phe phái giống Việt Nam không anh? Ai biết? Anh đâu có giờ gặp người ta hỏi ê mày phe nào đâu. Cái người văn minh có ăn có học không ai ra đường gặp ê mày phe nào. Nếu mà em hỏi nó câu đó, cái nó hỏi gì? Anh thấy tự hào khi là quốc tịch Việt Nam không anh? Em thì thấy rất tự hào ạ. À. Tự hào phải là mày thấy không? Mà tự hào là mày làm được gì cho nó. Chứ còn mày đẻ ra Việt Nam thì mày có quốc tịch Việt Nam thôi, chuyện đó có đâu để nói. Nhưng mày có làm cho quốc tịch Việt Nam mày nó bay cao vươn xa chưa? Hay là mày đâu lôi cái mỏ ra tự hào? Thế thôi. Nếu mà cái mỏ ra tự hào thì 100 triệu người ai cũng có quyền tự hào đó cả. Nhưng mà nếu 100 triệu người mà tự hào thực chất hết á, thì giờ Việt Nam chắc gấp 10 lần Mỹ. Đó, mấy em trẻ trâu phải hiểu cái đó. Còn mấy em trẻ trâu không hiểu cái đó thì thôi đừng, đừng tranh luận nhanh. Gì có tự nhục không ta hả? Mày hỏi anh có tự nhục không hả? Bây giờ bỏ 7 tỷ ra, bỏ 7 tỷ ra mua xe hơi, đóng thuế cho nhà nước. Nếu mà 100 triệu dân mà tự nhục giống anh thì sao mấy em? Nói chung mấy thằng trẻ trâu đâu cần nhìn nhiều đâu, lôi mẹt ra chơi nó được rồi. Đúng không mấy em? Anh nghĩ mấy thằng trẻ trâu trên mạng sọc sọc vô anh chứ còn đem con mẹt ra đủ. Không cần nhiều hết á. Anh Duy đi Mỹ theo dạng nào vậy anh? À, tao phái nào hỏi con này nè. Nè. Anh đi Mỹ theo cái dạng này á, nếu mà trong gia đình của em á, đúng không, có một người nào mà đi được hay đó giống anh á là ký là tự hào gia tộc em luôn. Đối với em dạng gì, cái đó là anh đam lịch sự rồi đó nha. Còn nếu mà cho anh đam trong vòng 10 chữ thôi, nhưng mà anh nghĩ là anh đam 10 chữ thì nghe nó hơi sốc nó, nên anh cố gắng anh nói dài 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 lại vậy đó. Nếu mà bạn nó đi Mỹ mà đi diễn em đi đam tự hào, tôi cười nhẹ cái tất nhiên là đương nhiên là không có nói nặng rồi đúng không, nó nặng chứ, người ta đi diễn nào hợp pháp thôi. Nhưng mà giờ nó đi diễn em đi đam tự hào gì à, mày vô chửi mày đam mẹ gì, lôi mấy cái THOL ế chảy nước ra khè chứ được mẹ gì, ế chảy nước vô khè mà vô mày mua một cái đi nó, tao đang có mấy cái THOL ế chảy nước gì đó mà vô mày mua được một cái đi, mày kêu cha tao về tao dạ mày luôn đó. Đam vậy được không nó, mày 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 lụm được cái nào tao đưa mày cái đó luôn à, nhanh lẹ gọn nhẹ công chứng trong đêm luôn. Mẹ mấy thằng trẻ trâu túi không có được 1 triệu bạc nữa, thật lóc nó cá sống sao cho vừa lòng tụi nó. Mấy em mày nói tôi mày nói ừ có mấy cái THOLE chảy nước vàng khè gì đó thì giờ đang có 4 cái đó, nhà nhà tao Lý Phục Mang nha, mấy cái mày chứ nó, bây giờ nhà mày Lý Phục Mang đúng không, mày lụm nhà Lý Phục Mang của tao đi, tao có cái nhà nào mày hết á. Nếu mà anh hùng chơi cho tới, còn mà muốn đam cho nhiều miễn quê thì phải có lực, thế thôi quốc đi bảo đảm mai bán mày luôn chơi không. Giờ đúng giá thị trường bớt 5 tỷ, ở trên đường Lý Phục Mang có cái nhà gì bự bự đang đang cho siêu thị thuê đó. Anh nghe rao đâu bao nhiêu ta, hình như nhà nó đang rao 200-300 tỷ một cái, không nhớ được 100 mấy 200 gì không nhớ nữa. Giờ anh lấy giá mà lấy giá nhà bằng 2/3 nhà đó thôi, nhiều khi bán được ổng mừng chứ sao.
không có chứng sao nữa, mà vô bài nào cũng chết chứ tao à. Đúng rồi đó, em nói đúng rồi đó, anh thích những người đó chuyện thẳng thắn và có trình độ vậy đó. Sao sao đâu có tài sản người ta, tao bán tao bán, tao mua tao mua, tao giữ chứ đâu tiền của người ta ý kiến khỉ vô gì. Anh muốn nói lên cái gì đúng không? Muốn cà khịa về nhà đúng không? Ừ đó, thì mua nổi nhà tao đi, mua nổi nhà của anh đi, mày thắng tao thua thế thôi, đâu gì đâu. Đó là anh hùng thiệt mấy em. Thời buổi khó khăn, có cục tiền vào túi đỡ đau đầu, lại thêm tiền ai chê được, rõ ràng. Ở Việt Nam là sướng nhất hả? Anh không đánh giá câu cao của nó này nha. Anh không đánh giá cao của nó này là ở chỗ chữ sướng. Đó. Nó định nghĩa nó sướng nhất. Nó sướng nhất nó mới ở, giờ lỡ không sướng là mày bỏ hả? Hay sao? Đúng không? Tức là nó không nói là nó ở Việt Nam để nó đóng góp, nó phát triển. Mà nó nói là nó ở Việt Nam là nó sướng thôi. Rất là không đánh giá cao. Đó, anh luôn đánh giá cao những người dám chịu khổ, đó, chịu thương, chịu khó để vung vén cho tổ quốc. Cái đó là cái anh luôn đánh giá cao. Nên là anh thấy là cách nhìn đời của mấy bạn trẻ nó còn nông cạn quá. Nếu mà các bạn không thay đổi thì sẽ không tốt đâu. Cuộc sống mà chả có đâu mà được sướng đâu. Sướng là mình sống chưa đúng mình mới thấy sướng thôi. Mình sống đúng thì nó không sướng. Đời là bể khổ mà. Sinh ra là khổ rồi. Con người càng có trách nhiệm càng khổ. Có mấy thằng vô trách nhiệm nên nó mới thấy sướng thôi. Giờ anh phải kể những nước sướng hơn Việt Nam cái đã, nếu không thì Việt Nam vẫn sướng nhất. Bởi vì những cái lời gọi là lời cao ý đẹp á, trí tuệ của anh á, thì cái thằng mà gọi là tên là Thích Ca Mini này đời nó không hiểu nổi. Vậy làm sao để có trách nhiệm mà không khổ? Thì mày bỏ cách nói chuyện bố đi. Mẹ nội cách nói chuyện bố thôi hay mất dạy rồi đó, khỏi có sướng khổ gì đây hết á. Em phải bỏ cách nói chuyện nó đi, nói chuyện đàng hoàng, thể hiện ra là mình có ăn học, cha mẹ đẻ ra biết dạy. Đó là cái căn bản trước, rồi tới mấy này tới kia. Chứ còn giờ mở miệng ra bố mày không ai nói gì nói, em vẫn thấy Việt Nam đáng sống. Sáng đi làm về có gia đình là thấy đáng sống. Thì đúng, đáng sống thì phải sống cho tốt đó, để vung vén đất nước mình lên đó, chứ không phải làm sống ăn bám đó, sống bám vào đó rồi xong rồi thấy có cha làm cho mình, có mẹ làm cho mình, rồi thấy nó đáng sống. Cái đó đáng sống bất dạy, nó thẳng luôn, hiểu chưa? Cái đó đáng sống kêu lợi dụng tiền thuế của người ta làm đường cho mày đi đó. Là lợi dụng tiền thuế trồng cây xanh mát cho mày hưởng đó, trong khi mày á là mày chả có đóng thuế nhà nước, chả có đóng góp được gì cả. Ăn cơm thì có mẹ nấu đó, giặt đồ thì có cha lo, xe hư có bố sửa. Thì mày nói đáng sống đó đâu được. Đáng sống đó là cả xã hội và cả gia đình, đúng không? Người ta phải hy sinh, người ta làm phục vụ mình thì mình gọi là đáng sống. Nồ, xã hội chả cần mấy anh cá thể đó. Mấy anh cá thể đó là mấy anh cá thể bệnh hoạn cần phải loại trừ, hiểu không? Nên anh không bao giờ tạt nước lạnh vô mặt em hết, nhưng mà anh nói cho nó rõ ràng vấn đề, cho nó đúng cái chỗ đó. Chứ mấy thằng ăn không ngủ đứng mở tới 9-10 giờ sáng chưa dậy, mẹ vô kêu, sống sướng lắm. Đất nước đâu cần mấy thằng đó, chả nước đâu cần cả. Việt Nam không ngoại lệ. Sống là phải đúng, dậy đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn dư chút đỉnh á thì tặng cho bố mẹ chút đỉnh. Gia đình nó vuông tròn rồi, tới chuyện của xã hội thì em có đi tới chỗ nào đi chăng nữa, người ta cũng welcome em hết. Người ta cũng đánh giá cao em, và đất nước nào người ta cũng muốn có những thằng dân như em. Em chứng kiến vài người thân mình qua Singapore, giờ họ phỉ báng em, giờ họ phỉ báng em và quê hương, thật đáng buồn. Sao vậy? Quan trọng là có trách nhiệm với gia đình cái đã. Ai nói mình nghĩ cạn chịu, trách nhiệm với gia đình cạn gì nữa ông nội? Trách nhiệm với gia đình vậy được rồi. Hai người chị em qua Singapore học tập và tha hương, có tiền địa vị rồi thì quay lại nói quay lưng với gia đình và đất nước. Ủa là sao nói rõ vậy? Tức là thuộc dạng mà hai chị của mày qua tới Singapore ăn học rồi, mà bây giờ là có địa vị rồi đúng không? Tức là cũng thành công rồi, mà bây giờ quay lại với gia đình và đất nước ha. Nó có gì đó nó cấn cấn ta. Đâu một lần nào đó em ngồi em nghe coi chị em trình bày coi tại sao vậy. Hay mày có hiểu lầm hay sai gì không? Em cũng có hỏi chị, bảo mức sống bên Sing tốt nên chị không muốn về Việt Nam nữa. Không biết lý do gì mà bỏ anh chị bên Việt Nam hết. Thì có thể anh chị ở Việt Nam hồi nhỏ chơi, hồi đó chơi bả ghê quá, bây giờ bả không muốn chơi thôi chứ rồi đâu em. Đó chỉ là cái drama gia đình thôi chứ. Nhiều khi drama gia đình này có những chuyện đau buồn á, thì người ta bỏ đi tới một vùng đất mới, rồi ta không muốn nhớ tới vùng đất cũ nữa vậy thôi. Có phải ở Việt Nam giờ thanh niên nhiều bạn không có tiền và làm việc đúng không anh? Vậy sao lo chơi G7? Giờ nó mỏng, nó giờ gọi là gì ta? Tầm vũ trụ luôn nè. Lo cho gia đình không lo, lo cho bản thân không lo, lo đất nước không lo, lo cho G7 chơi vậy đó. Anh ơi cho em hỏi ngu G7 là gì vậy anh? Em xem nãy giờ vẫn chưa hiểu. G7 là 7 quốc gia phát triển nhất hành tinh em. Anh ơi, tóc giờ nhiều bạn trẻ mặc định Mỹ là ba que Cali. Em ở Mỹ nghe buồn quá, như bị racist. Racist kỹ khô gì?
mẹ lôi ra phường từng thằng nói câu đó hết, chả có gì ý kiến cò hết, không cãi lộn, mẹ lôi đổ ra phường hết. Thí dụ như nào nó chửi em ba que đúng không, ok tao có không biết đúng hay sai, đi ra phường nói chuyện, bảo đảm mày lúc đó nó sủi hơn xe sủi nữa. Gì à, trước trước anh khen Trung Quốc, sao anh không làm bên Trung Quốc vậy anh? Thì tao chờ cho mày làm đó, chừa cửa cho mày làm ăn, nó muốn gì cho làm hết, mà chết đói thì sao? Anh đã không làm ăn ở Trung Quốc rồi mày còn có cơm ăn, mày đầu óc mị mụ hỏi ra mấy câu stupid thấy bà luôn. Mà bây giờ anh chừa cho em như vậy đó, thì phải biết đường em qua bên Trung Quốc em làm ăn, hiểu không? Hỏi gì mà hỏi? Hệ thống giáo dục quá tệ. Đó, một cái xã hội mà bạn chỉ cần livestream thôi, bạn nghe những đứa trẻ nó hỏi bạn cái gì á, là bạn biết cái đó là cái dân trí của khu vực đó nó như thế nào rồi đó. Một ở trong một cái lớp trường chuyên, học sinh nó xã hội khác. Ở trong một cái lớp chợ trời, học sinh nó xã hội khác. Vì giờ vận động viên quốc gia mà phát ngôn chán của anh, chừng nào nhà văn hay MC hay gì đó, những người nào chuyên về ngôn ngữ, chuyên về ăn nói phát ngôn chán thì em ý kiến được. Còn ví dụ như không phải là thế mạnh chuyên môn người ta phát ngôn có chán cũng là chuyện thông cảm đi mấy em. Khó quá. Thí dụ như giờ tự nhiên giờ nhà văn mày nói sao chạy bộ yếu, xuất khẩu lao động qua Hàn, lúc này sợ tên lửa nó bắn vô người lắm. Thôi mày nằm nhà mày ngủ đi, nói chuyện với mấy anh này mệt ốc quá. Tên lửa mà bắn trúng mày thành triệu phú, chứ mày ngồi ở nhà mày ăn bám gia đình không, khổ gia đình quá. Bây giờ mày đi qua hàng xuất khẩu lao động đi, tên lửa nó bắn trúng mày cái mày thành triệu phú à. Mẹ nổi tiếng nhất thế giới luôn. Lúc đó mẹ mày đứng ra đồ này phát một bằng mày làm ba kiếp. Nói thô mà thật, tại vì mấy thằng trẻ trâu này phải đáng giọng như đầu nó vậy đó. Vì xuất khẩu lao động hàng thì sợ tên lửa lạ, qua Nhật thì sợ thiên tai bê tông lạ, làm ở Việt Nam tuy ít mà an toàn. Thằng nào tư duy cũng như mày thì nó móc bọc hết, thằng nào mà cũng tư duy như nó là đi móc bọc hết, sống mẹ cái đầu như hộp đậu. Mấy đứa trẻ này không khá được nghe, kiếp này cả như nó bỏ rồi, đầu óc nó không khá được. Bọn nó nói thế thôi chứ muốn đi nắm có đi đâu được đâu anh, thì đó thì em mới nói là tư duy nó bỏ rồi, tư duy nó là sống rồi. Ở Canada hạn chế 35% cấp work permit cho student chưa đủ có khả năng bay ghế vì tỷ lệ thất nghiệp cao 62% và nhập cư quá nhiều do lòng chính sách biến động chính trường ha. Hộ khẩu em ở quận 1 rồi thì cần gì đi xuất khẩu lao động hàng Nhật nữa anh. Ui, mày hộ khẩu gì, mày hộ khẩu tên núi chưa có nữa, quận 1 nào chứa mày ơi. Tao hao sát vách tình làng nghĩa xóm, sao anh không thích? Nói chung anh là dân làm ăn mấy em. Bây giờ cùng một cục tiền, mày mua cục đất nhỏ hay cục đất bự? Như ông Quang bỏ cọc 100 triệu xe luôn á anh. Trời ơi, 100 triệu có gì đâu. Mấy thằng bay con nít, chuyện lớn là người ta sẵn sàng người ta bỏ mấy tỷ luôn á, chứ 100 triệu là gì? Thí dụ giờ nên kể em nghe chuyện này, ví dụ như giờ em đóng vai trò em là người có tiền đi. Xong rồi cái em tự nhiên em đi quán bar đi. Xong rồi cái tối đó lắc trúng bé kia xinh lắm. Xong rồi nhỏ đó than nghèo kể khổ, cho nó mượn 100 triệu. Đó. Rồi bữa sau, đó, con nhỏ vợ đó, con nhỏ đó nó cầm 100 triệu tới nhà của em, nó trả cho vợ em. Nó là hôm bữa có đi va chạm với anh đó trong quán bar này, Valum Tuminova này nọ, kiểu mượn 100 triệu giờ gửi lại chị, anh tao thật tốt bụng. Thì lúc đó cái giải pháp em là thế nào? Em 100 triệu đó của anh đó, em cất vô tủ đi em hả? Hay là giải pháp của em như lúc đó là như thế nào? Đóng vai người giàu bữa em. Quan trọng là cục đất đó nằm ở vùng nào nữa bạn. Thật thật ông nội ơi, ông khỏi bắt bẻ tôi đi ông ơi. Ủa, ông có hiểu cái thao hao, cái sinh hoạt hao bên Mỹ chưa? Ông ngồi nói chuyện bắt bẻ nữa, mẹ cắn sao sao, nóng rồi đó. Ông bắt bẻ nó không có đúng cái context, không có đúng cái ngữ cảnh. Là gì, anh đi Mỹ mà không đi Nga vĩ đại, chừa mày đi đó. Ý kiến gọi gì? Em đi xe giống thầy, tin mật báo. Thầy đang đợi dư luận lắng xuống lấy chứ không có bỏ. Không những vậy mà còn độ thêm nội thất 500 triệu, đẳng cấp luôn. Thôi mệt mày dữ quá mày ơi. Tối ngày chuyện thiên hạ để cho thiên hạ nó lo đi, mày sân si quá. Cho em hỏi nghề môi giới bất động sản có tiềm năng trong tương lai nữa không anh? Cũng hên xui mày ơi. Gái làm thì có ăn đó, còn trai làm mới khó nha. Gì à? Ủa anh, ở Mỹ, Âu, Canada, đường road trip dài mà mắc vệ sinh thì sao anh? Đi đại bên đường có bị bắt ảnh hưởng không anh? Nói chung á, cái chuyện mà đi đại bên đường á, có bị bắt hay không bị bắt thì tao không biết. Nhưng mà từ khi nào mày bị bọng đá yếu thôi, chứ làm gì có chuyện mà đi một cái con đường mà không có chỗ cho em vệ sinh. Mấy cái red area nhiều mà, mấy cái red area nè, rồi mấy cây xăng quá trời quá đất thì vô đó vệ sinh thôi. Còn anh đi nhiều rồi, anh nói chung là cái con đường mà thí dụ như cao lắm á là cho em là 100 mile, 100 mile rồi đó, không có cái gì hết. Mà 100 mile em chạy có 1 tiếng mấy à,
Mà có 1 tiếng mấy không lẽ em tè rồi. Anh nghĩ sao về nhà Vinhome xe VinFast? Hay ta. Đó, ước mơ đó tốt đó. Ráng phấn đấu có được đi em. Vậy ngon rồi đó. Ráng phấn đấu có được đi là ngon rồi. Tại sao thuê mặt bằng chủ không cho mình ngủ lại vậy anh? Lỡ mày bị chết trong đó chủ đền sao mày? Mày đi về chỗ khác mày ngủ đi trời. Tự nhiên thuê mặt bằng ngủ gì? Anh là chủ anh cũng cho mày ngủ nữa. Về. Mặt bằng mày thuê chứ đâu phải mày ngủ đâu. Cái gì ra cái đó rõ ràng mấy em. Mới bị người yêu bỏ xong. Buồn quá, nghỉ việc luôn anh ơi. Đang tháng 20 triệu. Kỳ. Mấy này tháng 20 triệu người yêu bỏ nữa. Người yêu bỏ xong nghỉ việc luôn. Không biết khuyên sao luôn. Đi lên mặt trăng hả? Ở đó quá dữ rồi. Đi lên mặt trăng đó là quá dữ rồi mấy em. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Có cái giếng nước trong còn bơi không qua. Thì đem đi vứt. Trên đời này không có chuyện thiếu một người là không được. Tại sao nói vậy? Vì thằng đó xạo đó chứ không ai lương 20 triệu mà như vậy cả. À rồi rồi, hiểu rồi, cho quốc đam đó đúng không? Cái thằng mà 20 triệu gái bỏ giờ bỏ nghề luôn hả? Lương 20 triệu bây giờ sống không đủ hả? Đâu bạn sống sao mà không đủ dữ vậy bạn? IT manager lương 40 triệu, bỏ về nhà làm 17 triệu, cười vui hơn kìa. Ủa kỳ vậy? Má thằng nào mà có sự chọn lựa gì dũng cảm quá vậy? Má IT manager lương 40 triệu nó bỏ nhà làm 17 triệu cười vui. Vì à, chắc thấy 40 triệu không gian của ngoại đâu nên mới lấy 17 triệu vui hơn. Không, nhưng mà tại sao nếu mà không có gian của ngoại tại sao chủ nó offer được 40 triệu? Nó cũng phải có gì đó chứ, nó nào ảo sao nó chưa rõ. Có nhà rồi lương 15 triệu ở Việt Nam sao em vẫn ế anh? Tại vì 15 triệu bự quá. Trong mắt của mấy thằng á, cầm 15 triệu á, mà nó tưởng nó bánh xe bò đó, thường con gái nó chịu không nổi mấy em. Nên con gái nó cho ế luôn. Người ta nói là phải gia trưởng mới lo được cho em, chứ còn mày 15 triệu sao mày lo được cho em. Đó, nên nó cho mày ế là phải rồi. Lương giờ nhiêu mới có người yêu được anh? Có người yêu là do thái độ chứ phải do lương mấy em. Sao nãy anh nói không tiền là không người yêu? Thì đúng là không tiền không người yêu rồi. Còn hỏi lương bao nhiêu thì... Có thằng nó lương 10 triệu đó có người yêu vậy? Thái độ nữa chứ. Con gái làm chủ 2 tiệm spa, tự chủ thời gian tiền bạc quá tốt đúng không anh? Hên xui mày ơi. Ồ, làm chủ 2 tiệm spa làm ăn được thì không sao, tao hỏi đổ nợ ra mày gánh nổi không? Nó đâu cũng hên xui. Tình hình nhiều công ty cắt giảm nhân sự của anh. Giờ đứa nào còn việc làm là nên trân trọng đi mấy em. Công ty cắt giảm nhân sự mà có hỗ trợ 2 tháng lương cơ bản là công ty đó cũng ổn đúng không sếp? Công ty đó quá tốt luôn chứ ổn gì. Anh Duy có đi thử Amino Resort Ninh Thuận cho anh, không biết 20 triệu đêm có gì trong đó nữa. Có nghe rồi không đi. Hồi đó anh hỏi là giá 90 triệu thấy đã khùng rồi, giờ tới 200 triệu luôn hả? Mày đi đi, tao chưa giàu tới độ đó. Mà tao có giàu tao cũng không chơi tới độ đó luôn nữa. Chơi vậy cảm thấy có lỗi với bà con mấy em. Nói chứ giờ sống giờ anh không phải đi tu, anh cũng sắp đi tu rồi đó. Nhưng mà thấy tự nhiên giờ bao nhiêu đứa trẻ không có tiền đi học. Đúng không? Lội sông, lội suối, lội đèo đủ. Bao nhiêu thằng sinh viên ra trường thất nghiệp chạy ráp chết mẹ. Đúng không? Mà mình giờ mình bỏ 200 triệu ra mà đi khách sạn đêm. Trời ơi, nó là một sự bất công xã hội. Đồng ý, tiền là mình làm là tiền của mình xài sao cũng xài được, cũng được đúng không? Nhưng mà xài sao đó để cho gọi là đồng loại của mình đó, nó hợp lý một chút. Chứ cuộc đời của anh mà đi biết nhiêu năm rồi mấy em. Anh đi biết bao nhiêu năm và biết bao nhiêu nước mà không biết bao nhiêu khách sạn mà nói rồi đó. Nên giờ mấy em cứ nói ở khách sạn này nhiêu tiền đêm, khách sạn kia nhiêu tiền đêm, đó anh bình thường. Anh cũng chả nhìn mấy thằng đó là đẳng cấp đâu. Chẳng qua nó chơi vậy thôi. Anh Duy nói quá đúng luôn, mình xài như vậy không biết tiền mình nhưng ngại sao á. Đúng chứ nữa, nó kỳ lắm em. Thứ nhất á, là mình xài cho bản thân mình, rồi ví dụ như cha mẹ nhà mua được cho gì, con cái cho nó học được trường nào. Mấy cái đó phải nghĩ nữa chứ. Gì? Mấy cái xa đó cũng ủng hộ doanh nghiệp đóng thế phát triển nước nhà mà anh. À xa xỉ thì đúng. Thì ủng hộ phát triển nước nhà tao đâu nói đâu, mà mày có đủ tiền mà vô mà chơi chưa? Không, anh không có nói cái chỗ đó là không đúng. Cái chỗ đó chỗ business ta là đúng. Còn anh chỉ nói mày vô mày xài kìa. Đâu có thằng lơm cơm tiền trọ chưa có trả mày đặt lý luận vô. Cái vấn đề là vấn đề của em chứ không phải vấn đề của cái chỗ đó. Understand me? Giống anh xưa mua xe 7 tỷ. Ôi 7 tỷ đỡ mày ơi, 7 tỷ là xe hơi của anh thôi. Nhìn mấy em nhìn thấy nó mắc thôi, nhưng mà nó phải chưa phải thuộc cái dạng khùng điên đâu. Chẳng xe 7 tỷ bây giờ anh cũng có cho mẹ, anh cũng còn chạy bình thường. Hai trăm triệu ở một đêm background ngon đóng thuế bạc là được 2 cái tour đi Mỹ luôn, ở một đêm không lợi ích gì đó, em nghĩ cũng đúng. Super Hill có chưa anh? 2-3 ngày nữa có rồi đó em. Áo ở gì, áo Lumari 17 triệu một cái, khiếp thật, ai mua nổi? 17 triệu khiếp gì mày ơi, đồ hiệu mà 17 triệu khiếp gì, đồ hiệu không biết HM không? HM là Hermès chứ không phải là SM nha. Đồ hiệu là cái chuyện mà 17 triệu là chuyện mũi, nói thẳng.
vẫn trẻ mà không phải chảnh, đó là kiến thức. Còn giờ mấy cái áo quỷ này mới đẻ nè, nó áo này cù chuối, thấy không? Áo này chỉ có ý nghĩa tinh thần thôi, chứ tiền là gì đâu. 200 triệu một tháng là nhiều không anh? 200 triệu một tháng nhiều không? Bây giờ mày cầm 200 triệu ra mày đếm biết nhiều không nhiều à? Đó, ha, cuộc đời tôi làm CEO chủ tịch này nọ đó, lên mạng nói chuyện họ mấy trẻ họ vậy đó. Anh Duy năm nay 19 tỷ, ô lộn 19 tuổi, qua Mỹ làm thêm vài năm tích góp được 400k, có nên về Việt Nam mua đất không anh? Mua. Mua một cục đất nhỏ nhỏ để đó cũng được. Mua đất không vào lỗ đâu. Một tuổi về mua đất hơi ít, người ta có nhiêu đó thôi, đòi nhiều nữa. Người ta có nhiêu đó thì người ta mua thôi chứ. Chưa đọc nó 19 tuổi nó làm thêm được có vài năm tích góp được 450k giỏi rồi chứ, ông chê thôi chứ. Thằng đó vậy là giỏi rồi. Bao nhiêu thằng hai mấy 30 tuổi kìa xài bám gia đình muốn hết của nhà luôn chưa được cái gì nữa. Thằng này mới có 19 tuổi thì làm bên Mỹ biết làm gì nữa. Giờ nó dư được 40k tiền mặt. Mà còn chê đó, nó không đó, tôi đánh giá nó giỏi đó. Mà mấy thằng giỏi vậy mày qua đây mua ạt đi mày ơi. Mày gì mà dính trong cái xã hội tóc tóc chi cho nó lô trình. 19 tuổi 40k về mua đất thì hơi vội đấy. Thì bây giờ nó giỏi gì nó thấy cũng được mà, bây giờ nó có 40k thì nó kiếm cục nhỏ nó thả nó đi. Nó mua nó để dành chứ nó đâu có xây nhà xây cửa đâu lo. Đúng không? Miễn sao đất có sổ siết đàng hoàng nó mua thả ra bảo đảm rồi mất lời à. Cục nhỏ nhỏ thôi. Rồi sau nó làm thêm vài năm nữa nó kiếm thêm tỏi nữa nó tính tiếp. Nghe nói Đắk Lắk đang làm cao tốc ra Nha Trang, có nơi mua đất Đắk Lắk, sáng uống cà phê, trưa hải sản, chiều tắm biển không Duy. Thôi xào xạo ông ơi. Ủa ông ở đâu? Hồi nãy ông nói ông này nó ở đâu quên rồi. Ông ở New Mexico, ông mua đất Đắk Lắk làm gì? Mua lâu về nghỉ dưỡng. Thôi má. Mấy thằng cha Việt kiều tính chuyện bò trắng răng. Mua lâu về nghỉ dưỡng là ông đi được nhiều nghỉ. Yên tĩnh nè, đâu có gì đâu. Có nói ông mua ông tính đầu cơ bán thì có chứ ở đó nghỉ với trả dưỡng. Nghe thấy xào xạo không tin. Anh nghĩ sao về câu tiền bạc không mua được hạnh phúc? Câu đó đúng em. Tiền bạc thì không thể mua được hạnh phúc. Còn mày không có tiền mà chết luôn mày khỏi sống nữa chứ đừng nói. Khỏi hạnh phúc hay đau buồn gì cả. Còn mà đã có tiền bạc mà không mua được hạnh phúc là dở. Không mẹ thiệt chứ. Người ta không có tiền người ta còn mua được hạnh phúc. Mày có để tiền mà mày không mua được hạnh phúc, thằng đó nó mắc dở rồi. Khỏi bạn cãi mày đưa tiền để tao mua hạnh phúc cho. Bây giờ em đưa cho anh chừng 1000 tỷ đi. Bây giờ ví dụ như đưa 1000 tỷ đây, tao bảo đảm tao mua được hạnh phúc liền luôn. Mua sao anh bày ra coi thì đứa đấy mua. Anh nói là đưa 1000 tỷ đi anh mua hạnh phúc, mày giờ 1 tỷ chưa có nữa, chuyển 1 tỷ đây. Vì thầy Thích Minh Tuệ không tiền cũng hạnh phúc em. Trời ơi thầy Thích Minh Tuệ quá dữ rồi. Như anh có tiền thích đi đâu rồi đi, đi lại chỉ là một phần thôi. Mẹ spam hả mày? Cái gì thích chân gì thầy thích chân qua nghe xàm của anh. Xàm lóc đi đừng nghe. Vậy thôi cũng khóc nữa trời. Cái gì xàm không thích? Cái nào không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Anh nghĩ sao về câu nói này? Em chỉ anh chỗ sai đi. Gì có bạn nhà giàu lâu lâu nó chở đi chơi cũng được. Chở đi chơi là một phần thôi, nó giúp nhiều cái nữa chứ. Rất nhiều tiền cũng không mua được bệnh ung thư, CEO Apple. Ôi mẹ còn mày nghèo hả mày? Mày nghèo mày té mà đập đầu cục đá rồi cũng chết nữa chứ không ung thư, chả ung thư. Sổ nho. Mấy trẻ trâu sổ nho không biết cái thứ à. Ai dạy mấy cái cách này là hại mấy em rồi đó. Hại mấy em rồi đó. Mà thiệt chứ. Đúng không? Hại mấy em rồi đó. Không phải tốt đâu. Bị đặt vào cũng không mua nổi bệnh ung thư, khỏi tới bệnh ung thư. Mày ho lao thôi, mày không có tiền mày cũng chết sớm rồi chứ đó, ung thư chả ung thư. Nó gọi là đã nghèo nói chuyện không đạo đức. Cái đó là cái lối sổ nho rỗng tuếch. Anh nói đúng không em? Mấy em phải bỏ nó đi. Làm người nên tâm mới nể. Gì? Giàu mà cô đơn thì cũng vứt. Đúng. Giàu mà cô đơn thì cũng vứt. Má còn mày nghèo á, nhiều khi mày muốn kiếm người chơi chung cũng chả ai chơi chung với mày. Đó. Người ta giàu, người ta cô đơn là người ta chọn. Còn mày nghèo, mày cô đơn là đời nó chọn mày. Rồi trả lời con. Mấy con xạo xàm. Đã nói rồi lỡ con nghèo rồi mày sống cho tao thương. Nghèo nói chuyện sốc hả mày? Anh không giàu nghèo gì hết, nhưng nói chuyện nghe láo láo là bập à. Thông cảm em. Nha. Mấy em thông cảm cho anh đi. Hiểu anh được rồi. Anh không có giàu nghèo khi khô mà nói chuyện bố láo là bập. Thế thôi. Nó nói chuyện giàu, giàu mà cô đơn là cũng vứt. Giàu cô đơn là cái thằng giàu nó chọn cô đơn. Đúng không? Còn mà em nghèo, em cô đơn là đời nó bắt em phải cô đơn. Chứ đừng có nói chuyện mà chọn gì nữa. Tối ngày tao 40 tuổi rồi mình vô bắt anh nghe những lời sổ nho hoài. Israel còn anh tạc Hamas không anh? Không em. Hamas giờ trốn mất tiêu rồi, Israel tìm chưa ra. Nghe nói hôm nay là gì Ukraine phản công ghê lắm phải em? Có không? Sau chiến thăm Tiêu Uy, phương Tây bắt đầu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ. Có thể thấy China đã mặc cả với Nga và phương Tây để đổi lấy lợi ích bằng việc áp lực Nga tiến quân. Ghê vậy? Có áp lực Nga tiến quân không?
về chết Nga rồi. Đi hết 50 tiểu bang ở Mỹ là xem như nắm trong tay về cảnh vật du lịch rồi đúng không anh? Chưa chắc. Cái vấn đề một tiểu bang em đi bao xa? Chứ một tiểu bang mày tới một chỗ xong mày ở một đêm mày đi gì đó nói chi? Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của ông tôi notable. Cha này cũng biết trend nè. Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm nè. À, nửa nước Mỹ em nghe sơ thành hết nửa tỷ. Nửa tỷ, tợ đi hôm nay nghĩ sao đi hơn nửa tỷ nhiều chứ nửa tỷ là gì? Gì à, mày có điều kiện nhưng mày sống không qua khỏi 60 tuổi. Anh rep nhẹ nhàng kệ mẹ tao. Rồi làm gì nhau? Đồ cái thứ không có tiền đi Mỹ cọc hả mày? Nhớ Việt Nam không anh? Thôi mày dẹp mẹ đi, mệt quá. Mới lú đầu ra nhớ với thương mấy thằng trẻ trâu. Ghét nhất mấy thằng hỏi vậy á. Mấy thằng đó nó chơi cái bài tâm lý á mà. Nó chơi bài cảm xúc á. Lấy hai chữ Việt Nam ra nó trám trám. Thấy không? Để mình phải sống giả tạo, mở mỏ là phải nhớ thương, nhớ mẹ. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Mấy thằng trẻ trâu gõ lũng đầu chứ sao sao. Nếu được định cư bên Mỹ, anh có ở bển luôn không anh? Không. Mấy em biết tại sao trả lời chứ không không? Tại nó dùng chữ ở luôn mà. Hỏi cũng ngu nữa. Anh nói rồi, anh mặc dù anh đang bị bệnh, đầu óc anh hơi lân lân, nhưng mà anh không có bị khùng đâu mày ơi. Mày hỏi mày phải thông minh lên. Anh trả lời câu đó ngàn đời không sai. Cho dù ví dụ như các bạn bắt đi, thằng kia nó hỏi Duy Nguyễn dám trả lời không kìa. Bảo đó không sai, nó nói ở luôn nha mấy em. À, nếu có dịp có được quyền ở Mỹ, Duy có muốn ở thời gian chơi không? Thời mẹ, tự nhiên ta cho nó lấy không? Ông Quốc đừng mắc cười quá. Tự nhiên có nhỏ gái đẹp kia, ok, bữa nay tối nay em rảnh nè, người em cũng không bị bệnh gì trơn nè, anh có muốn giao lưu không? Tôi còn nặng nợ hồng trần lắm, ông đừng có đem mấy cái kinh điển trong Phật cho ông nói. Nếu còn trẻ 17 tuổi cho anh Duy ở Mỹ, anh Duy có ở không anh? Giờ tao 40 mà hỏi tao 17 là câu này íp lo 3 sao trả lời được? Mà nguyên tắc của anh vậy nè, thằng nào cho tao lấy à. Thế thôi. Nếu mà nó không hại cho anh. Hiểu không? Thí dụ như nhỏ nó đẹp mà tự nhiên nó đòi va lung tung với anh mà nó nói là anh không cần chịu trách nhiệm gì luôn. Em nghĩ anh chối từ không? Còn ví dụ như nó đòi va lung tung với anh mà nó bắt anh ở phải này phải kia đó tính lại. Tại vì sao mấy em hiểu không? Bây giờ tụi em hỏi là có nên đi xuất lao động Nhật được hay không? Nhưng mà mình hỏi câu đó đâu chắc gì mà nó đi được. Thí dụ như bây giờ mình cầm cái tờ visa trên tay rồi á, mình hỏi á thì lúc đó là mới đúng. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mình cầm cái tờ visa trên tay rồi, tức là hồ sơ của mình đã được pass rồi, đã được verify rồi, thì lúc đó là mình có quyền mình chọn không đi. Còn bây giờ là mình đang trong giai đoạn build hồ sơ. Giai đoạn build hồ sơ là gì? Là phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để chi? Để người ta chấp nhận mình làm sức lao động ở bển, thì người ta mới cấp visa cho mình. Theo tôi nghĩ các bạn nên thử. Tại vì ở cuộc đời này á, các bạn nói là các bạn giỏi, các bạn này nọ kia, đâu ai chứng minh bằng giỏi đúng không? Phải cần có một cái gì đó đó để chứng minh rằng mình đạt yêu cầu, đó là cái hồ sơ visa. Thì bây giờ có nhiều cách chứng minh lắm. Ví dụ như giờ mấy bạn trẻ trẻ đi, coi mình người ta nhìn nhận về mình như thế nào á. Xin bà nó visa Mỹ đi đó. Rất thôi, có sao đâu, đúng không? Thử, cái đó là cách thử đó. Dịch vụ 7 triệu chứ nhiêu, 7 triệu hết cỡ đó. Thử đi, rồi xong rồi đó mình khi mà mình pass rồi đó, lên mạng láo được. Rồi này có cơ nè, thằng này mày láo có cơ nè đó. Còn ví dụ như mà lỡ nó phe cái pass rồi đó, là biết mình còn cụ bắp lắm. Lên mạng khiêm nhường, hiểu không? Khiêm nhường, từ từ học hỏi. Thấy anh gì tư vấn kiểu này đẳng cấp chưa? Chứ giờ lên mạng làm ghê gớm vô, ai chứng minh mày giỏi? Không có thằng nào chứng minh mày giỏi ngoài cái mỏ mày nói thôi. Đó, thì cái đó là không được. Ngày xưa đi học có nhà trường chứng minh là giỏi hay dở, giờ ra đời đâu có gì chứng minh giỏi dở quá gì. Nhiều khi tiếc tháng lương không dám thử đâu. Không, còn nếu mà như vậy á, khỏi dịch vụ luôn. Cứ lên mạng á, đó. Cứ lên mạng vô website lãnh sự quán Mỹ Việt Nam đó, vô coi cái thủ tục visa cần những giấy tờ gì, đi chuẩn bị những giấy tờ đó, xong rồi scan upload lên đó rồi xong rồi tới ngày phỏng vấn đi. Đó, đậu ngon luôn. Còn bây giờ chơi mà các bạn xuất khẩu lao động thì thốn quá bạn. Tại mạng xuất khẩu lao động là phải qua dịch vụ tốn mấy trăm triệu phải không? Đó khó. Còn xin visa đi du lịch đó không tốn tiền. Xui xui chứ pass visa Mỹ là ok lắm luôn. Mấy bạn trẻ tóc tóc kêu Việt Kiều Mỹ nghèo, không có tiền mua vé về Việt Nam đúng không Duy? Đúng, cũng có một số người nghèo chứ không, đâu phải ai cũng có tiền mua đâu ba mày. Bây giờ nói thẳng rằng cái nè, cái vé về Việt Nam, Mỹ Việt Nam gì đó 1.500. Có những người đó là tiền số nhỏ, có những người ta không có tiền ta mua, vậy thôi. Sống chả con khỉ khô thì phải xạo cả. Mình không có tiền mua cũng phải là mình dở. Có thể là cuộc sống mình phải lo toan này nọ kia. Mình không có tiền mua nó, mẹ tao không có tiền mua, thế thôi. Còn mấy thằng trẻ trâu kia nói chiều ngược lại mày mua đi. Công bằng không?
cuộc sống mỗi người mỗi hoàn cảnh mà. Còn hai chữ lộn thoải mái. Thằng A chửi thằng B thì tới hồi thằng B nó chửi ngược là thằng A phải nghe hết. À, trước anh chửi Mỹ ghê lắm mà giờ qua đó rồi, mày cay hay gì? Cây cú hả? Cây cú cũng không đi được đâu con. Rồi làm gì nhau? Muốn gì? Em mới kết hôn chắc được lợi thế một xíu xin visa không? Không. À, đang không làm gì? Đang không làm gì, cũng không có tiền mua ô tô, bỏ ra 16 triệu học bằng B2 có phí phạm không anh? 16 triệu là rẻ đó em. Bây giờ bằng B2 thấy mắc hơn mà. Thấy anh lập kèo nhanh quá thì mày lập như tao có mà đi được không? Có gì đâu cắn. Nếu mà em thấy anh lập kèo đúng không? Mà anh được vậy thì mày lập thử đi. Có khi nào anh thấy mất định hướng không anh? Có. Mỗi lần lên tóc tóc gặp đống trẻ trâu là thấy anh mất định hướng à mấy em. Du học Úc với New Zealand bên nào hơn anh? Úc bự hơn em. Nếu giờ anh có 3 tỷ tiền tươi thì anh sẽ kinh doanh gì? Không kinh doanh con khỉ khô gì đó. 3 tỷ tiền tươi đó anh không có lớn. Cũng không có ý định kinh doanh gì với 3 tỷ tiền tươi. Em yêu nước, em ở Việt Nam mà thôi. Cái chuyện ở Việt Nam không thể được mày yêu nước. Ở Việt Nam mày phải đóng góp cho đất nước mày mới là yêu nước. Chứ ở Việt Nam mày báo đất nước không yêu cái chỗ nào. Nên đừng có lấy lý do ở Việt Nam ra. Chẳng qua là mày đẻ ở Việt Nam mày là công dân Việt Nam thôi. Chứ không phải là mày động trời ban xuống để cho giúp đỡ đất nước Việt Nam. Còn một xin visa Mỹ dễ hơn không anh? Không khái niệm đó. Mới khái niệm đó ai nói mày nghe vậy? Mày xin visa Mỹ mày đi du lịch thì người ta verify hồ sơ mày thôi chứ mày quan trọng mày con mấy. Từ khi nào em có anh em gì đó định cư bên này rồi thì mày đi cũng được thôi. Em hỏi vui, World Cup 2026 có tăng tỷ lệ động visa Mỹ không anh? Thằng nào cần du lịch chứ thằng Mỹ nó không cần. Thôi, cái điều đó là điều thực tế á. Thằng nào cần du lịch chứ thằng Mỹ nó không cần ha. Thầy Thích Chân Quang nói ai đi tập gym, kiếp gì tập gym kiếp sẽ nghèo đúng không anh? Đúng không anh Duy? Đúng hay sai tùy vào nhận thức của mày. Sao nhiều thằng tát tao đó ghê, tao chưa coi luôn á. Khỏi có tát anh trong clip đi. Vô mà mở lên thấy một số đứa nó tát vô clip không biết thầy nói gì kệ thôi. Anh là người lớn em, người lớn suy nghĩ chín chắn rồi, sống cho đời đứa nể chứ không phải là đi bắt bẻ câu nói này kia. Ai nói kệ à, khỏi hỏi ý anh đi. Còn mấy đứa nít á thì nó sân si. Đó, nó sân si nó này nọ kia, nói đụng tới nó nhột nó phải lên làm ghê gớm vô. Chứ không phải sợ á, đúng. Nó sợ nghèo nhưng mà em có tiền đi Mỹ đó. Có cái đó là sợ thôi à. Thiệt sống giờ sợ nghèo lắm em. Tại vì cháu mình lỡ học trường quốc tế rồi má giờ nghèo tiền đâu đóng cho nó học đúng không? Đó là cái sợ nhất á. Còn mấy thằng trên trân với cà tủn nồng nọc bắn vô tường nói gì giờ. Mấy em thông cảm anh được cái nói thẳng thôi. Tại vì á đối với anh nó đường thẳng là đường ngắn nhất. Nói thẳng vô vấn đề luôn. Tao ở Úc sướng hơn ở Mỹ nha, khùng. Thằng này bảo đảm ở trong hang là chứ chả có Úc nào hết á. Chả có nào ở Úc mà dám nói sướng hơn ở Mỹ hết á. Nên cái thằng nói câu tao Úc sướng hơn Mỹ suy ra thằng đó ở trong hang. Gì mé ở đâu có tiền trả sướng chưa chắc. Cái vấn đề đó chưa chắc à. Cái vấn đề đó câu nói là câu nói của mấy đứa mà đẳng cấp nó mới cụ bắp vậy nè. Đó. Thí dụ giờ cho lấy 10 điểm là thước đo đi. Cái thằng nói câu có tiền ở đâu cũng sướng á. Theo Dư Nguyễn á, đẳng cấp của nó mơ số 2, số 3 thôi. Không thể nào nói câu đó được đâu. Cái câu mà có tiền ở đâu cũng sướng á. Nhận thức còn thấp lắm. Gì à, sao không học ở Việt Nam mà phải qua Mỹ học chi vậy? Tại người ta có tiền. Chứ còn nghèo thấy mẹ sao đi. Mấy hỏi khó thiệt chứ. Không hiểu nổi sao trả lời luôn á. Mấy em biết là anh Duy là thông thái nhưng mà có những câu Duy đâu trả lời được đâu mấy em. Tại những câu đó là mặc định. Mặt trời mọc ở hướng đông, lặn hướng tây. Nước sôi 100 độ C ở điều kiện bình thường. Đó là mặc định. Mặc định là phải biết, đừng hỏi tại sao bố ơi. Nửa tháng nữa em phỏng vấn du học Mỹ. Lo quá anh Duy ơi. Phỏng vấn du học không có rớt đâu lo. Miễn có giấy của trường nó gọi nhập học rồi. Hồ sơ tài chánh nó đàng hoàng rõ ràng rồi. Rồi lý lịch đó, đừng có trộm cắp, đừng trộm chó bắt gà hay là đừng có lên tóc tóc bố láo nói chuyện cùng điên á thì là bảo đảm đậu. Không có lý do nữa. IELTS nữa, IELTS 6.5 trở lên. Du học toàn con nhà giàu qua dễ ẹt. Này nói chuyện nghe bất mãn nha. Cuộc đời này cái gì bất công đến với em hay sao mà em nói chuyện nghe bất mãn vậy không? Tại sao em nói chuyện du học là toàn con nhà giàu không với em? Em nghèo hả? Em nghèo rồi em bất mãn em đâm ra mẹ thù mấy con nhà giàu hay sao vậy em? Thiệt, không anh quan tâm anh hỏi thôi, đừng nên vậy em, hiểu không? Cuộc sống mà, mình nhìn mọi người đó nó công bằng với nhau đi. Ai giàu thì mình cho người ta mắc khỉ khô gì mày nói chuyện nghe nghiệp ghê vậy. Đó, không được nói câu là du học toàn con nhà giàu qua dễ ẹt nha. Nói vậy mày nghèo suốt kiếp. Tại sao? Tại đơn giản thôi, nghèo mà láo nữa, ai giúp mày được. Thí dụ như giờ á, nó con nhà giàu mà thấy sống một có thể gọi là làm bạn nhau được thì mẹ mình làm bạn với nó không biết nó nhận mình chưa. Ví dụ như giờ trong nhóm 10 đứa con mình, tại vì sao mấy em hiểu không,
Bây giờ tụi em hỏi là có nên đi xuất lao động Nhật được hay không? Mình sống là phải biết điều, tiền không có thì còn phải biết điều. Còn tiền không có mà láo nữa thì thôi mày nghèo cả kiếp luôn rồi con. Thiệt mấy đứa nhỏ này thiệt. Cái EV kém quá. Em không giàu cũng qua Mỹ học được nè. Nhiều thằng nghèo mà thích ganh ghét người giàu thì tại vì nó nghĩ là nó nghèo là do bọn kia lấy hết tiền của nó. Xã hội bất công, đáng lẽ những thứ đó là của nó mà nó không có được mà bọn kia cướp của nó. Xã hội ghê quá. Làm ăn không lo làm ăn, học hành không lo học hành, lo nghệ sinh si, lo phán xét người ta này nọ kia, ông này phải tội tử hình, bà kia phải chung thân, xã hội mang rợ. Theo theo cái nhìn của anh Duy, dân Việt kiều Mỹ có cái nhìn như thế nào về sư Thích Minh Tuệ đang được rất được người Việt Nam yêu mến? Thì dân Việt kiều hay Việt Nam gì cũng là người thôi, thì đối với sư Thích Minh Tuệ gì đó là một người, thì ở Việt Nam người ta thương thì Việt kiều người ta cũng thương thôi, chứ đâu phải là Việt kiều khác Việt Nam, đúng không? Việt nào Việt cũng là người Việt thôi, cũng nói tiếng Việt đó. Nhưng mà có thể ở cái này cái kia thôi, suy nghĩ khác, người thích ăn gà công nghiệp, người thích ăn gà thả vườn vậy thôi đó. Đa phần Việt Nam Việt kiều cãi lộn nhau thì tranh luận đó đó. Cháo cá có ăn được không? Ở Úc ăn cháo cá khổ quá. Rồi ở Mỹ thì ăn gà công nghiệp đồ vậy thôi, chứ ở đâu cũng là người Việt hết. Và đã là con người với nhau thì có những tập tính chung, những đức tính chung, những cái sở thích chung đó. Sở thích là gì? Chân thiện mỹ, gái đẹp, nhà cao cửa rộng, xe sang, ví dụ vậy. Vậy vậy tao hỏi mày, thằng đội kêu thằng luôn, mày mày hổng mày. Mày hổng rồi đó, mày kêu thằng là tao thấy hổng rồi đó. Là cái loại người 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 nhớ đi tu 6 năm sau không thành Phật. Ủa, mẹ con quỷ sứ thì đặt nói chuyện tôn giáo. Trả lời thẳng luôn đó, mấy thằng nói câu này á là gì? Quỷ sa tăng bị đặt nói chuyện tôn giáo. Đạo nào cũng vậy thôi à. Đó, mấy em nhớ nha, cái công thức để trả lời mấy thằng này nè. Em trả lời đó nè, mày quỷ sa tăng đừng bị đặt nói chuyện tôn giáo, tới ngày phán xét đi rồi thấy con. Hiểu không? Em có hiểu là quỷ sa tăng mà nói chuyện tôn giáo là gì không? Nó tức là nó hỏi những cái câu cắt cớ đó về tôn giáo này nọ kia, tại bị ABC của tôn giáo này tôn giáo nọ thì mày tán đầu nữa anh, mày quỷ sa tăng mà đang chuyện tôn giáo. Thằng đầu chọc thì là như vậy, thằng có tóc hả, giết cho nó lá đơn luôn, giết cho nó lá đơn tặng cho nó một phát. Vô cái tội gì mấy em biết không? Chứ không có hơi đâu đi đôi co tụi nó nha. Nhớ gì à, thợ TCQ nói tập gym tạo nghiệp kìa Duy. Ồ Duy người lớn, Duy trưởng thành, Duy không có chấp mấy chuyện nhỏ nha, nên thôi đừng báo cáo với Duy Duy nữa. Hồi hồi trước người anh tới châu Mỹ rồi được người da đỏ giúp đỡ hả anh? Giúp qua giúp lại sống thôi. Việt Nam là nền kinh tế mở, dân kinh doanh dễ đúng không anh? Mày ra mày kinh doanh đi mày biết. Mày đang nằm nhà mày xin mẹ tiền trọ phải không? Mày đang kinh doanh lần nào chưa? Mấy em có nghe câu mà gì nếu có kiếp sau không gì, nếu có kiếp sau không kinh doanh nữa không? Câu này của một người rất nổi tiếng, mà cũng phải một người đâu mà nhiều người luôn. Ở Việt Nam với ở Mỹ, người người gì? Người 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 ra kinh doanh thì ở đâu dễ hơn anh? Quan trọng mày là người Việt Nam hay mày người Mỹ? Mày người Việt Nam thì mày kinh doanh ở Việt Nam dễ hơn, mày người Mỹ thì mày kinh doanh ở Mỹ dễ hơn. Cho em hỏi ở Việt Nam có bao nhiêu loại thuế gì anh? Ai biết? Ngành tài chánh ở Việt Nam có tương lai không anh? Ngành nào cũng có tương lai mấy em. TV không không bán tóc tóc thì bị chặn phải không anh? Có thể nói vậy. Mỹ cấm tóc tóc mà ông Trump chơi thì có giảm uy tín lúc bầu cử không anh? Tại vì ông Biden ông chơi rồi thì ông này ông chơi ông hốt phiếu mà, chuyện kệ ta đi, đúng không? Cái chuyện bầu cử người ta kệ, người ta ý kiến còi, tao không ý kiến mấy đó. Ấn sợ như Nga rút 100 tấn vàng là vụ gì không biết, tức là Ấn Ấn Độ rút vàng vậy hả? Khi nào tới bầu cử tổng thống Mỹ với anh, tháng 11 năm nay em? Sao sao nhiều các hãng hàng không trên thế giới nhiều phi công người Mỹ với anh? Ai biết, không biết được trả lời luôn á. Chắc tại phi công người Mỹ nói tiếng Anh giỏi để cho không có bị gọi là nghe nhầm, phán đoán sai. Chứ còn Mỹ là một trong những quốc gia đào tạo phi công có tiếng mà em. Biết vậy thôi chứ đâu biết tại sao. Bên Mỹ hình như không có chợ đúng không anh? Toàn toàn siêu thị mua thịt đông lạnh, còn thịt tươi mua ở đâu? Nói sao cho nó hiểu ta. Ủa vậy chứ cái siêu thị không phải là cái chợ hả em? Còn em định nghĩa thế nào là thịt tươi? Em định nghĩa thế nào là thịt tươi? Quốc ơi có đây không Quốc? Nhỏ nó hỏi khó trả lời quá Quốc ơi. Theo FDA của Mỹ, một khi thịt tươi gặp không khí với nhiệt độ đông lạnh một thời gian ngắn sẽ có nhiều vi khuẩn sinh trùng này nọ. Vậy ở Việt Nam khi nào cũng thấy thịt tươi ngoài chợ trong không gian nóng đó, đáng ghê. Nói chung ở đây không phải là sự so sánh, không so sánh Việt Nam với Mỹ. Nhưng mà định nghĩa cái chữ tươi là như thế nào là tươi, đúng không? Thí dụ giờ thịt thịt người ta làm ra ăn phát mà người ta xử lý vệ sinh bặt là xong, nó là tươi rồi. Chứ tươi là tươi sao? Tươi là làm cái phẹt máu giữa tông 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 tươi hả? Nó định nghĩa chữ tươi thôi. Còn nói tóm lại á ha,
Nói tóm lại á, là đừng có cà khịa thằng G7 về cách sống. Tại vì sao? Tại vì sau này chừng 5-70 năm nữa mình cũng sẽ sống y như nó. Mà lúc đó mấy em cà khịa răng nó cũng chả còn, già hết trơn rồi. Thì kiến thức không có thì mới đi khịa ẩu, khịa mà đi khịa ngu á, hiểu chưa? Bởi vậy á, ta nói nhân chi sơ tính cà khịa. Có trình độ cà khịa nó khác, còn không có trình độ á thì tối ngày nói tầm bậy tầm bạ không mà nói ra, người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tội nghiệp cho đứa trẻ này, thấy hết. Ông Duy cho tôi hỏi vậy, cho hỏi vậy nếu mai mốt ở Việt Nam tôi có bằng lái quốc tế, lái xe ở Việt Nam được đúng không? Đúng. Ông cứ cầm cái bằng lái quốc tế của ông driver license gốc á. Phải có cái driver license gốc đó nha. Trước Việt Nam mình thích ăn đồ rừng, bây giờ người giàu là thích ăn đồ có kiểm định nguồn gốc rõ ràng. Cũng tùy mindset nha. Có người thích ăn đồ độc nữa. Thịt đông lạnh khi vừa mổ ra xong cho đông lạnh ở nhiệt độ 50 độ C, ngay lập tức giữ hết thầu hết các chất bổ của thịt khi giải đông rồi sử dụng tới 54 giờ, rõ ràng. Thằng G7 nó đâu làm chuyện phi lý. Em đầu tiên thằng G7 nó làm gì đó, em phải hỏi tại sao nó làm vậy, tìm hiểu đi. Nó còn đi chia sẻ cái mô hình của nó này nọ kia để cho những nước người ta đang phát triển người ta học. Còn mấy này nó học luôn hả? Cái chương trình của Bộ Giáo dục học thì còn điểm 5, điểm 6. Đi lên dạy khôn G7 làm này gặm kia. Lại cụ đó. Ăn gì cũng được, đừng ăn không nói có hả? Thấy tụi trẩu nó cà khịa công nhân Nhật làm việc theo quy trình là màu mè. Em nói nhờ bỏ qua mấy bước đó mà vụ 7 người trong máy bị nghiền. Bọn nó chửi quá trời, chuyển hộ khẩu em sang Nhật luôn. Ôi mệt quá. Giờ sống anh nói chị nè. Kiến thức có, đẳng cấp có vô nhà. Xã hội kia, kệ mẹ tụi nó. Có những đầu bò không nói được đâu. Thông cảm đi, xã hội nó vậy á. Nhiều khi mấy em nói là tại sao vậy, nhưng mà xã hội nó là vậy. Cái xã hội, cái sự bất công của xã hội là gì? Là cái thằng đẳng cấp nó phải sống ở chung với thằng cùi bắp. Đó, cái đó là sự bất công, mà cái sự bất công đó là sự bất công ngàn đời luôn. Đó, hiểu chưa? Khi mà đi ra xã hội á thì là mọi thứ công bằng. Còn trên mạng mà, mạng đâu có gì đâu. Mạng xã hội là gì? Thằng nào cũng nói nó nói, không hề có sự công bằng gì cả. Nó là như vậy đó, phải hiểu được nó là sao. Đó, mấy em thấy tại sao anh Duy không giờ anh Duy chán, anh không có dính vô mấy cái drama sàm sàm, chơi người này chơi người kia, mời người này mời người nọ, không có. Giá nhà Houston có đắt không anh? Không, nhà Houston vừa phải, nhưng mức sống thì không bằng Cali được, đúng không anh? Đúng, mức sống Cali cao thấy mẹ luôn. Nói chung á là như vậy, nói một câu công bằng á thì Cali á thì nó cũng ok, nhưng mà có một cái là cái người mà thu nhập thấp ở Cali sống hơi bị ngớp đó, nói vậy thôi, nó hơi bị ngớp. Đó, chỉ có một số chính sách nó làm cho người dân bên Cali người ta cảm thấy không thoải mái, người ta mua ao. Chứ còn Cali thì cũng là một tiểu bang về công nghệ rất là mạnh. Cali nó mạnh cũng khá toàn diện, nó nhất mà, nhất Mỹ Cali, nhì Mỹ Texas. Còn New York là trung tâm tài chính. Rồi bờ đông là về dân trí. Đó, bờ đông là dân trí, bờ tây là công nghiệp. Vậy thôi. Còn bờ khu ở giữa là năng lượng, công bằng. Nói chung mỗi chỗ đều có cái hay. Nghe nói dân Texas cứng lắm đúng không anh? Cọc lắm. Đông mát với Texas. Nhưng ở Cali vui hơn, xô bồ hơn. Nhưng ở Cali vui hơn, anh Duy xô bồ hơn. Ôi, như nhau rồi mẹ ơi. Cộng đồng người Việt ở bên Cali với cộng đồng người Việt ở bên Texas đó, nó cũng như nhau đâu. Nói chung về lý thuyết đó, thì cộng đồng người Việt ở bên Cali đông hơn. Nhưng mà cái ví dụ giờ anh nói em nha, đông triệu người với đông 800. Thì nó cũng có khác gì đâu. Miễn 100.000 người trở lên là vui rồi, nó như nhau mà. Có một chuyện bực mình bên Mỹ là nó gọi điện thoại spam tối ngày, giống y Việt Nam, tưởng đâu bên này nó khá hơn, nó cũng vậy à. Mỹ vừa trừng phạt hàng loạt công ty Hồng Kông vì mua bán vàng với công ty buôn vàng của Nga bị cấm vận đó. Trước sau cũng lụm mà. Nhà bên Cali khoai quá, toàn triệu ở San Răng cho tới San Jose. Đúng, nói chung là thu nhập lập nghiệp và lập ở bên Cali thì nó hơi đuối vậy thôi. Còn ví dụ như gia đình nào ta bên Cali lâu lâu rồi thì bà con ta qua thì ta ở đó đúng. Chứ còn nếu mà giờ xác định một vùng đất lập nghiệp, ít ai chọn Cali. Ở Cali mà có nhà single trả hết nợ rồi coi như cuộc đời thấy thoải mái, tài chính đúng không anh? Không hẳn đâu. Bà cho cái nhà nó còn là hệ lụy nhiều cái. Thí dụ như cái nhà bên Cali tính, cái nhà đâu cũng vậy thôi, nó là tài sản đúng không? Em trả hết nợ cho nhà băng đi thì cái nhà đó là nhà của em. Nhưng mà cái tiền maintain cái nhà đó ói lửa luôn. Tiền maintenance nhà là gì? Tiền tax của nhà. Đó. Rồi tiền thứ hai là cái tiền gọi là tiền insurance của nhà. Đó. Hai cái tiền đó là tiền chết đó. Bây giờ em tính được coi cái nhà em đóng insurance nhiều. Ủa lộn, đóng tax nhiều. Bèo bèo phải 10.000 năm đúng không?
cứ cho là nhà nhỏ đi, 10.000 mới có, không sợ mấy chục luôn. Mà bây giờ làm, ví dụ như tài trần nó làm trăm mốt, nó làm trăm mốt, nghĩ là tự nhiên bay mẹ hết mẹ 10.000 tiền thuế nhà, còn nó thốn không? Thốn chứ không thốn. Ở chỗ em nhà 1 triệu thuế 1 năm 600-800k, đâu rẻ vậy mày? Có chừng ấy á, gì rẻ vậy? 1 triệu mà thuế có 600-800, oh I don't think so. Mày lộn ơi, 1 triệu mà làm gì thế tới có 8k mày? Tax House Cali rẻ hơn Texas và Florida gì đúng. Cái Tax House nó rẻ, nhưng mà cái giá nhà nó mắc, nên nó cũng không rẻ. Ví dụ như em tính là trên cái phần trăm á, thì đương nhiên bên Cali rẻ hơn Texas. Nhưng mà cái nhà bên Cali nó gấp 3 lần cái Texas, thì nó cũng như vậy thôi. 1%, đúng không? 1% ở bên Cali nó bằng tới 3% của Texas, còn gì nữa. Giờ có vé qua bển cũng không có visa, nó đuổi về, đâu phải cho nó vô luôn á, nó cũng không tiền mua, nó cũng chả có tiền đổ xăng nó kiếm bên đâu xào xạo. Đúng không nè, Seattle 800k nhà kìa, thuế 12k kìa, nó ông Quốc nói đó. Nên cái chuyện thuế nhà phải trên 10k là chắc rồi, chứ sao mà dưới 10k được. Nên một thằng độc thân đi mua nhà là bài toán chưa giờ thông minh đó. Vì mua cái nhà mới năm 1999 được 200k, giờ 800, pay off, tax và tất cả 1.500 tháng. But the house is huge. Tính luống sân, tính luống đất là bao nhiêu square feet không? Bill 99 not bad. 99 2000 năm nay khoảng 25 năm, not bad. 6 giường, 3 phòng tắm, 2 lầu, 3.500 square feet. Với một cái sân là 5.500 square feet. Tức là cả nhà cả sân luôn là 5.500, hay là cái nhà là 3.000, cái nhà là 3.500, còn cái sân là 5.500. 5.500 là rộng rồi. Ủa, nhà ngon không ơi. Nhà đó sao lại lấy vợ về ở, vô tư thoải mái luôn. Nhà bên Mỹ dễ cháy hơn Việt vì bằng gỗ nhiều. Nói chung yêu nước thì đừng lấy Việt Nam so Mỹ mày ơi. Mày lấy mày so cái này có hại quá. Mẹ lo cháy ra, nó nói hồi cứng mẹ cái mỏ nữa giờ nè. Giờ hỏi thiệt nha, nhà mấy em có tiền làm phòng cháy chữa cháy không mấy em? Đâu, bây giờ bao nhiêu bạn có nhà mà nhà có tiền làm phòng cháy chữa cháy, comment chơi đi. Làm phòng cháy chữa cháy làm đàng hoàng nha, chứ không phải là bỏ bình phòng cháy chữa cháy vô xong nó làm phòng cháy chữa cháy nha má. Nhà Mỹ đất rộng cháy nó chạy nhanh hơn chứ. Nhà đâu có liền nhau như Việt Nam. Nói thật á thì nếu mà nhà bên Mỹ mà mấy nhà single house thì cháy nhà thì chuyện mở cửa sổ ra nhảy vùng sông đó. Cửa sổ lụng tè ha, cửa sổ Mỹ nó lụng lắm luôn á. Nó như Duy Nguyễn đang ngồi gần cửa sổ nè. Mà nhà bên Mỹ thì nó phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy vậy thôi. Bên Mỹ cháy là được tặng nguyên cái nhà mới theo giá trị thị trường. Thì đương nhiên có bảo hiểm lo thì phải tặng chứ sao. Nhưng anh có công nhận bê tông vẫn tốt hơn gỗ không? Nếu không anh có thể làm BBT ruột bằng gỗ, thằng ngu. BBT của anh là cái building, còn mày là cái house. Mày ghi là fan CEO Duy Nguyễn mà comment ngu 5 phút. Không mà xin lỗi mấy em, anh không có 5 phút được, anh cho cái đi luôn, tha mày mày. Mấy cái BBT tao là cái building, còn mày đang nói cái house. Bây giờ một cái house làm bằng bê tông với một cái house làm bằng gỗ đó, thì mày thấy cái house nào ngon hơn? Giờ tao ví dụ là làm bê tông 10 tỷ, làm gỗ 3 tỷ rồi chọn mày. Được xúc à. Mày có 10 tỷ mày làm house mày ok, mày giữ rồi kệ mẹ mày, ai care. Cái đó là mày quá dữ rồi. Đúng không? Cái đó là mày quá dữ rồi. Rồi xong giờ định giá thị trường. Đó, định giá thị trường, cái building bằng gỗ, định giá cái building mà cái house bằng gỗ định giá là 3 tỷ, cái house mày bằng bê tông hả? Kệ bà mày, mày làm 10 tỷ đúng không? Tao định giá mày 3 tỷ luôn. Mày cầm 7 tỷ mà chơi ngạo nghễ chơi vậy đó. Đó là cái ngu của em. Còn tại sao ở Việt Nam làm bằng tại sao ở Việt Nam làm bằng bê tông? Tại vì đó là cái văn hóa xây dựng đó, giờ nó vậy rồi. Không ý kiến cái còi gì trơn hết đó. Nó là vậy chịu. Bê tông nó có mặt trái của bê tông. Còn cái nhà để ở thôi. Ở bên trên thế giới ta làm quá tốt rồi. Chả có khí khô có đem bê tông vô cho nó nặng nề. Nhà Sài Gòn quận trung tâm hai mặt tiền, vậy là VIP chưa anh? Nhà nào cũng được chứ. Nhưng nhà Mỹ là 100 năm vẫn còn đẹp mà. Nó 100 năm còn đẹp hơi lố mày ơi. Lâu lâu phải remodeling lại. Lâu lâu cũng phải remodeling lại. Nói chung cái độ bền nó lâu thiệt, nhưng mà nó mình muốn cho nó mới hoài đó, mình phải tút lại chứ, chừng 5 năm tút lận. Welcome Tài Trần. Trời ơi mà vô trễ quá Tài ơi, tao like gần xong rồi, gần hết pin luôn rồi đó Tài.